Nhân Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với phần tin trong ngày hôm nay, thứ hai ngày 15 tháng 1 năm 2018. Phần tin trong ngày hôm nay gồm có 3 nội dung chính như sau. Một cô giáo ở Wisconsin bị phản đối vì cho học sinh tìm điều tốt của chế độ nô lệ. Tin thứ hai là khí lạnh bắc cực kéo băng mưa giá đến Houston. Và tin cuối cùng là tàu dầu Iran phát nổ, 30 thủy thủ không ai sống sót. Tô tin thì theo tin của đài Fox News, một giáo viên của trường Our Redemption Children's School ở tiểu bang Wisconsin cho học sinh lớp 4 làm bài ở nhà với đề tài là hãy nêu lên ba điều tốt và ba điều xấu của chế độ nô lệ đã gây phản ứng giận dữ dự cho nhiều phụ huynh. Một phụ huynh có tên là Tamara Brownberry nói rằng việc đưa ra những điều tốt đẹp của chế độ nô lệ là một hành động rất xúc phạm buộc và vô cùng vô cảm. Hiệu trưởng của trường là ông James Baudelin phải viết một bức thư gửi cho các cục huynh cho biết rằng đã yêu cầu giáo viên rút lại đề trại trên và giải thích rằng mục đích của bà làm không phải là khuyến khích học sinh biện hộ chúng ta có thể chấp nhận một chế độ nô lệ. Chuyển sang phần tin tiếp theo thì theo tin của đài CNN, một bầu khí lạnh từ Bắc Cực đang kéo đến vùng Houston tuần này khiến sở khí tượng quốc gia phải đưa ra lời cảnh báo thời tiết cho hay rằng có thể có tình trạng nguy hiểm giao thông khởi sự từ tối thứ hai. Từ khoảng nửa đêm, mưa lạnh có trộm lẫn với băng đá từ phía Bắc kéo xuống và dự trù, là sẽ tới Houston vào lúc sáng sớm ngày thứ Ba, đúng vào lúc khởi sự giờ cao điểm đi làm là 6 giờ sáng. Bản tin của tờ báo địa phương Houston Chronicle nói rằng, nhiệt độ có thể xuống tới 25 độ F vào ban đêm, với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 38 độ F. Trong khi đó, thì một trận bão tuyết sẽ tới vào vùng đông nước Mỹ tuần này, mang theo luôn cả tuyết đá và khí lạnh gây gắt. Trường báo này sẽ đổ hơn khoảng 6 inch tuyết xuống một số nơi ở vùng Trung Tây Mỹ. Vào sáng ngày hôm nay, thì tuyết rơi xuống ở Chicago, Indianapolis, Cincinnati và San Louis, nơi đường xá trở nên trơn trượt hơn. Bão này cũng sẽ đổ xuống mấy inch tuyết nữa dọc theo hành lang xa lộ liên bang I-95 vào tối ngày thứ Ba từ Washington tới New York. Chuyển sang phần tin cuối cùng của ngày hôm nay, thì theo tin của The South China Morning Post, một chiếc tàu chở dầu của Iran bị tai nạn bốc cháy hơn một tuần qua ở ngoài thơi thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, bùng nổ rồi chìm xuống biển vào ngày hôm qua. Theo tấn cấp cứu của Iran, thì không ai trong nhóm thủy thủ này gồm có 30 người có hy vọng là sống sót. Chiếc tàu mang tên là Sachi, mang quốc tịch là Panama, chở khoảng 136.000 tấn dầu mua từ Iran, bùng cháy dữ dội vào buổi trưa, khói bốc lên cao tới 3 số. Đến chiều thì mũi tàu chiếu xuống nước và chiếc tàu nghiêng rồi chìm lúc khoảng vào 5 giờ chiều. Toán cấp cứu Iran cho rằng các nạn nhân đã chết ngay lúc chiếc tàu bắt đầu cháy khi đụng phải một chiếc tàu tên là CF Crystal chở theo ngũ cốc, cách Thượng Hải khoảng 300 cây số. Nhóm cấp cứu thu hồi được hai thi hại thủy thủ chết trên tàu trước khi phải bỏ cuộc. Tàu Sanji đang chở dầu của Iran trên đường đi tới Nam Hàn thì gặp nạn. Số dầu này tương đương với khoảng 1 triệu thùng dầu và trị giá là khoảng 60 triệu đô la theo giá thị trường. Vết dầu loang ra từ chiếc tàu lan rộng khoảng 10 cây số vuông trên mặt biển. Vào đến đêm ngày Chủ nhật thì một vùng biển đường kính khoảng 300m vẫn còn bốc cháy. Vừa rồi là phần tin của ngày hôm nay. Nhất Anh xin chào và hẹn gặp lại.